Hello các bạn, chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình. Hồ cá bảy màu Dumbo Red Tail giống của mình nè mọi người. Và giống này cũng khá là già rồi, mình đang lên kế hoạch để mà tuyển lại một bộ cá mái tơ để thu hoạch cá con nha mọi người. Ở đây thì mình chỉ còn có hai mái thôi. Đây nè, đây một mái nè, mái này chắc còn sử dụng được nè. Có ba cá mái này mình thấy là cằn quá rồi, nhìn lép quá các bạn, chắc mình sẽ đổi thôi. Quá bé trống này dàn cá bơi ngon quá nè anh em. Thì dàn cá trống này mình sẽ lọc và mình giữ lại một số, tại vì nhìn còn mướt quá, sẽ loại bỏ những bé cá mà teo teo nè mọi người, bị suy á, sẽ loại bỏ những bé cá suy ra. Dàn cá bơi quá ngon luôn anh em, nhìn phê thật sự, cá bơi chà bá luôn. Đó, cá bơi sát gốc mấy trong đó mọi người thấy không? Ở đây mình điểm sơ sơ chắc mình giữ chắc cũng phải hơn nữa chứ không ít đâu. Cá bơi bự mà platinum lên full mà nhìn vẫn còn rất là mướt. Rồi, để tuyển cá mái tơ ghép vô mọi người, với lại là lọc lại một số giống mà thấy cỏi cỏi ra khỏi đàn thôi. Chứ vàng trống này là vẫn còn xài được, chưa xi nhê gì hết. Thì ngày hôm nay mình dọn dẹp góc nuôi cá tiếp nha mọi người. Xử lý hồ rồi chuyển hồ rồi tách trống mái cho mấy bè full gold. Đó là tuyển cá giống cho bộ Corret EC2 đây nè mọi người. Với lại là thả cá bột xuống dưới khay nhựa rồi các kiểu. Thì ở trên đây thì mình vẫn còn một vài bầy. Như thế này là Ivory nha, Ivory mình mới giờ tách trống mái. Cá mái ở đây, cá trống mình đang ngâm ở trên hồ, chắc tầm khoảng sáng mai mình sẽ thả. Hồ đó hồ nước mới mọi người, nước chưa có ổn định thành ra chưa có thả cá thôi. Mà giờ cá trống này nè, trống này trống tơ, tơ mềm luôn. Bầy này là đã ngày 16 tháng 2, 16 tháng 3 tới 16 tháng 4 mới được 2 tháng nha. Thì nay mới có 1 tháng 20 ngày tuổi thôi. Đó, hồ này mình đang ngâm nha, đang ngâm với lại ngâm vợt luôn. Đây. Dàn cá trống thì ngon nhưng mà dàn cá mái thì không được ngon mọi người. Dàn cá trống này ra cá nhìn ngon lắm, đã lắm. Tươi lắm. Mà ngắn nữa. Dàn cá mái thì ngoài hai bé cá mái này mình vẫn còn hai bé cá mái khác mình đang tách đẻ. Thì hai mái này mình giữ để mình sơ cua thôi mọi người, chủ yếu là hai mái bên kia đang tách đẻ bên kia các bạn. Đây nè, hai cá mái đang tách đẻ bên đây, tấm khay tròn mình để đây nè. Nè nè, đó, lên tai rồi, đầu sâu rồi, đây nữa nè. Đó, hai mái này là hai mái chính, giữ thêm hai mái nữa để sơ cua mọi người. Ngày hôm nay thì nắng khá là gắt. Hồ này mình cũng đã chuẩn bị xong rồi. Để ngày mai mình sẽ đem cái bầy HB Retro mái ở trên xuống. Đây nè, bầy mái, cá mái ở đây. Tới nay mới có thời gian rảnh để mà làm tới cái chuyện này. Mình còn dọn hai cái hồ kiến trong nhà, 3-4 cái luôn, nhưng mà hai cái nữa. Để mình đem cá bột vô nữa. Tôi đem cá bột của mấy cái dòng có cái bảng màu xanh hoặc là bảng màu đỏ vô. Thì ở đây mình chỉ có bảng màu xanh, bảng màu đỏ và bảng màu vàng. Chứ cũng không có dòng nào mà bảng màu khác. À có tím nha mọi người. Rồng tím. Với lại là hồi sáng này mình có lọc Meta Blue Tail mọi người. Bài này lọc ra cá nhìn cũng được lắm các bạn. Cũng được mười mấy cặp. Mười mấy cặp. Mười mấy trống lên Meta. À. Cá hơn tháng tuổi một chút chứ gì. Hy vọng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Thì bộ gen thì cũng nằm ở mức tầm trung thôi, chứ chưa phải gọi là ngon lành lắm. Nếu mà tính ra thì cái này là tỷ lệ 50 50% 50-60% nha.
50. Mình nghĩ chắc tầm khoảng 50 á. Cũng được. Cũng có thể nói là tạm chấp nhận được đối với cái độ ổn định của bộ gen. Đây là vậy là cũng được. Tại vì meta mà. Meta cá phải lên meta mà meta blue nữa. Cá phải lên meta mà bản màu blue nữa nha. Chứ nếu mà ra bản màu đen hoặc là ra bản màu trắng thì thua. Màu nhạt quá. Đây, ở đây mình vẫn còn một bài meta khác. Này là meta red. Meta red lay. Uno, cá cũng màu lớn. Để ngày 20 tháng 3 thì nay mới có 14 ngày, 15 ngày. Đây. Đây một bài Ivory mình mới vừa tách trong máy lúc sáng và thả xuống hồ luôn rồi nè anh em. Cá nhiễm thì mình tách chưa có sát. Ở đây thì mình thấy có một vài bé cá đang bị lem đỏ đây. Như bé này đang bị lem đỏ nè, các bạn thấy không? Đó, với lại là bé này thì nhiễm đen nhưng mà ra cái vàng khung đẹp quá cho nên là mình giữ lại. Nhìn cưng, ngắn ngắn mà lực cực kỳ. Đó, đó là Ivory. Kế bên này có AB Retro. Úi, gãy một bé mái rồi. Hồ này gặp vấn đề rồi anh em. Con bé mái teo teo nữa nè. Hồi nãy cho ăn nhưng mà không để ý. Nhờ quay cập nhật cá với lại anh em mới thấy thôi chứ. Thôi, ăn cá gặp vấn đề thì xử lý ngay thôi mọi người. Thì bây giờ mới để ý là thấy cái dàn cá trống mặc dù là bơi rất là lanh nhưng mà các bạn thấy cái đuôi không hơi túm túm rồi đó. Cái này chắc vô túm lắm. Mùa này là hai bị lắm luôn nha các bạn. Nhiệt độ ban ngày quá nóng quá hầm nè. Rồi ban đêm lạnh nè. Thì cá dễ bị. Cái hồ này mình mới vừa dọn vệ sinh hút cặn rồi châm nước ngày hôm qua đây thôi. Hôm qua thì cá vẫn còn rất là tung tăng. Nhưng mà hôm nay là vấn đề rồi. Đúng là nuôi cá không nói trước được điều gì đúng không mọi người. Thì đúng là cái thời tiết này là mình còn muốn bệnh để huống chi cá các bạn. Được miếng gió mát rồi nè. Quá bữa chứ bữa nào quá hầm. Hai ngày nay rồi. Qua nay hầm kinh khủng. Ngày mai sẽ dọn tới góc nuôi cá bên đây hút cặn vào trong nước lại. Thì ngày hôm nay mình làm ở bên đây, làm ở khu nuôi beta, hút khu nuôi beta luôn, trong nước lại cho mấy cái hồ cá beta, rồi cho cá beta ăn. Đó. Đây này hâm he tách trong máy mấy bữa nay mà chưa tách được. Đây này thấy nuôi trong mát vậy chứ mà dàn cá trống lên sọc dưa cũng ngon. Đang lên la tinh đâu đó mọi người. Lên sọc sọc kiểu đó. Thì cái này mà nếu mà chẳng ánh sáng thì mình nghĩ là sẽ full thôi. Cỡ này rồi mà lên đậm rồi mà. À, beta của mình. Phê chưa mọi người? Chưa? Có cái bài này hư nè. Bài này bị kiến cạp cạp cái mốt xốp rớt xuống cái cá tưởng đâu cám á mọi người. Rồi cái cá ăn bị liền. Các bạn nhìn thấy teo teo nè. Hư đường ruột hết. Đó dở cho đó. Uổng hư mấy bài cá uổng. Đang nổ màu nè mọi người. Ăn no rồi đó. Đây đó nè. Dọn hồ sạch sẽ ngắm cá mới phê chứ. Đây nữa nè. Đó. Thì trên đó nữa đó mọi người. Tức là bên đây nữa nè. Bên đây thì mấy bài ít ít thôi. Nếu về cá bột mình có cho ăn trùng á nhưng mà hồi mình thả cá mình có cho muối thành ra trùng hư. Cái này là tới một chút xíu nữa.
là mình sẽ, đáng lẽ là phải làm liền, nhưng mà bây giờ quay cho mọi người xem rồi bận tay rồi chưa có làm được, là sẽ vớt trùng ra hết, hút cặn ra hết chứ để hư nước nha các bạn. Là hồ dơ, cá ủ nù này cũng là mê ta luôn nha, mê ta lô teo. Mình không biết là bài này có lên mê ta chưa, chưa nha các bạn, chưa gì đó. Nuôi dòng này cũng khá là thú vị, tại vì cá từ một tháng tuổi trở về trước là các bạn không thấy được gì hết, không thấy được tiềm năng đâu hết luôn. Cá thì bé nào cũng như bé nấy, không có cái gì gọi là đặc biệt hết, nhưng mà sau một tháng tuổi tới một tháng rưỡi tuổi thì mới bắt đầu là có nổi meta, có này có kia, còn trước đó là không thấy gì hết, cũng như một bài cá bột bình thường khác của những dòng khác, chứ không phải như full red. Full red mình thấy cá ú, cá lên màu rồi các kiểu, một tháng tuổi là này là suy thu nha, còn red suy thu là mình biết bài cá này tiềm năng hay không. Cá một tháng tuổi là mình cũng đã đánh giá sơ sơ được rồi, còn cái dòng meta chưa gì ráo luôn thiệt, cá một tháng tuổi là nhìn chưa thấy gì hết. Mình đùa su cà na đó anh em, full gold mình nhập bẫy đây nè, bởi vì nấp gốc luôn, đã nấp gốc đặn lắm mà mình phải vớt xuống đây mình giải tán bớt tại bơ bướm đâu nha mọi người, đó ha, full gold ribbon nha. Thì của mình đó là full gold ribbon full tay thì sẽ là 150k một cặp, còn chấm chớm thì sẽ là 100k. Cái loại chấm chớm thì mình sẽ có combo nha, combo 3 cặp của bộ full gold ribbon chấm chớm tay sẽ là 200k nha mọi người. Thôi bye bye, tạm biệt anh em, hẹn lại các bạn vào tối ngày mai. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và màu lớn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình.